sưởng đối nhíp em thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác làm vườn. Hôm nay em sẽ chia sẻ tới các bác về một cái dòng dầm chuyên nghiệp dành cho các bác nhà mình đi đánh cây. Vì rất nhiều những câu hỏi với các bác mới chơi, các bác hỏi em là nếu như đi đánh cây thì mẫu nào là phổ thông nhất. Thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác bốn kích thước để các bác nhà mình được lựa chọn. Để đầu tiên ở cái mẫu dầm này thì là cái mẫu dầm nhỏ, mẫu dầm uh, chuyên nghiệp đi đánh cây, mẫu nhỏ nhất đây các bác này. Với cái mẫu nhỏ nhất này thì uh, Em sẽ quay thật gần để các bác nhà mình được xem chiều dài của nó là 20 40 60 nó rơi vào 90 cm và sẽ tính cả cán cả lưỡi và đơn vị em sẽ làm bằng ống tiếp mà ống tiếp 27 và chất liệu nhíp thì là nhíp uh, thanh nhíp nguyên bản luôn Đây là cái chất liệu nhíp của đơn vị em nhé Thì uh, với một cái cây dầm nhỏ này thì sử dụng cho các bác làm công việc nhỏ bởi vì không phải là bác nào cũng cần cây to một cây nhỏ này thì ở xưởng em đang đưa tới các bác với giá sẽ là 180.000 tám mươi và em sẽ miễn phí ship đây là cây nhỏ nhất các bác nhé Đấy và đây là một cái video để đáp ứng tất cả các bác mình đánh đào đánh quất đánh cây công trình bởi vì cái mẫu dầm này đây là mẫu dầm phổ thông Đấy mà các bác làm vườn trên cả nước đặt của đơn vị em Đấy và bác nào mà mới chơi mà muốn sử dụng đánh cây thì các bác cũng sử dụng cái mẫu này nhá. tới cái mẫu thứ hai đây là mẫu thứ hai này các bác đây mẫu này là mẫu nhỏ thứ hai sang cái dòng này thì nó đã rất chi là to, rất chi là vừa tầm rồi. Đấy. Và tổng chiều dài của cái này thì cái này đã hàn bằng ống tuyết 34 rồi các bác nhé. Và với phần lưỡi này. Chất liệu nhà em thì dàn toàn bộ bằng nhíp đặc. Về phần lưỡi của cây dầm này thì em sẽ đo về độc phần lưỡi của nó nó rơi vào tầm độ 32 cm phần lưỡi. Đấy và ống của nó thì nó sẽ rơi vào 24. Nó sẽ rơi vào 70 cm. Đấy và với cái dầm nhỡ này thì ở bên xưởng em đang gửi tới các bác với cái giá sẽ là 250 000 em cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nhé Đấy, bác nào mà tìm tới đại lý em thì các bác đã tìm được một uh, xưởng chính về đồ nhíp và đơn vị em giao xỉ và lẻ trên 63 tỉnh thành của đất nước. Đấy, bác nào có nhu cầu mua cũng có thể gọi điện tới đầu số địa để đây. Đấy, và em sẽ tư vấn sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác mua từ một cây trở lên. Đấy cái mẫu số 2 nhé Và tiếp tục là tới mẫu số 3. Ở cái bộ này thì nó chỉ có 4 cây thôi cho nên là các bác lựa chọn rất chi là dễ. Đây 4 cây, cây này là cây thứ 3. Sang dòng thứ 3 này thì như các bác nhìn thì nó cũng không khác gì cây số 2 mấy nhưng mà nó sẽ dày hơn các bác nhé. Và cái mẫu cuối cùng là mẫu dầm đặt. Đây là cái mẫu thứ 3 này các bác này, mẫu này cũng rất chi là phổ thông. À, rất nhiều bác mua với những cái sang mẫu lớn rồi nhưng mà nhà người ta sẽ hàn vào ống tuyếp mỏng nhé. Nhưng mà nhà em thì sẽ hàn vào ống tuyếp đẹp chất liệu liệu uh, lưỡi của nó thì cũng cực kỳ là ok đây các bác đây là cái dầm uh, cũng là tương đối là lớn rồi đấy các bác ạ cái mẫu dầm này thì uh, đơn vị em đang đưa tới các bác giá sẽ là 300.000 trên một dầm đấy và em cũng sẽ miễn phí ship và đến với xưởng em thì các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền nhé uh, nhất định là tất cả sẽ đều phải bằng nhíp đặc như này thì các bác sử dụng nó mới bền được đấy và cái với cái cây dầm này thì nhà em sẽ phân phối nhé. Bác Lào cứ cần mẫu nào cứ gọi điện trực tiếp tới đây. Số điện thoại em đã ghim trên màn hình video rồi. Đấy và còn cái mẫu cuối cùng là mẫu dầm đặt là cái mẫu phổ thông được các bác sử dụng nhiều nhất. Đấy các bác mà đang quan tâm tới dầm quốc thủng mai đánh cây những cái mẫu trên kia một chút em sẽ chi tiết nhé. Các bác nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình. Đấy, mỗi một ngày em sẽ đăng tải 2 đến 3 video để các bác nhà mình lựa chọn cái bộ đồ nhíp của đơn vị em để tới mẫu cuối cùng là mẫu dầm đặt đây là mẫu dầm đặt mẫu này là mẫu lớn đấy và với cái chất liệu nhíp thì uh, quay như thế này để các bác nhìn cái này là dầm củ cò các bác nhìn em mài, sẽ mài làm sáng bóng như này chất liệu nhịp 100% sắc rồi về các bác chỉ việc đào cây thôi nếu như đánh đào, đánh quất thì đây là một cái mẫu dầm rất chi là lý tưởng luôn. Đấy, đây là cái mẫu dầm đặt nha các bác nhé. Loại 1 luôn. Thì mẫu này thì với cái giá cũng rất chi là trung bình. là Đơn vị sửa em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 350.000 trên một cây. Cái bộ dầm ngày hôm nay thì các bác hãy gọi là dầm cổ cò đánh cây chuyên nghiệp. Một bộ sẽ có 4 cây. Tùy thuộc theo các bác thì mình lựa chọn. Đấy, mẫu lớn nhất, mẫu dầm đặt sẽ là 350.000 và em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác đấy và tới mai nhé các bác nhé, mai thì nó là cái dụng cụ dành các bác sắn đất. Đấy và nhiều bác hỏi em là cái đánh rễ là dùng cái nào? Đánh rễ và đào đất thì các bác có thể sử dụng sang cái mẫu dầm thẳng này nhà em cũng có mấy mẫu cái nhá, đây em để uh, đại diện hai cái thôi Còn nhà em chính là có 4-5 mẫu vào Đấy, cái này là cái dầm uh, gọi là dầm bản thẳng này các bác này, cái này để các bác thì mình đánh rễ thục rễ nhá. Cái này thì nó tương đối là dày dặn và chắc chắn bởi vì em làm hàng đặt, và hôm nay làm là hai cái này thôi thì uh, cái dầm đặt thì uh, cái như tay em vừa cầm đây các bác sẽ gọi là cái dầm bàn thẳng Bàn thẳng này đấy còn cái này gọi là cái mo chuối này đây là cái mo chuối hơi mo một chút nha các bác nhé với cái mo chuối này thì uh, nó vừa đào đất vừa đánh dễ đấy, và hai cây này thì em đang làm cho một bác ở tuyên quang thì với cái bộ đôi này nó đang là 400 trăm một cây <laughs> 400 một cây dầm đặt này các bác nhé tổng chiều dài của nó sẽ là một m bốn Đấy, còn như các bác mà vừa nhìn cái mẫu dầm này đây cái mẫu dầm đặt này thì tổng trở dài của nó chỉ là một mét hai thôi nhé và tới như mẫu mai mai này để sắn đất này mai này thì nó sẽ không như sẻng đâu rất nhiều bác hỏi em là có thay thế được cái sẻng không cái này nó không thay thế được cái sẻng đâu cái này nó chỉ dùng để sắn đất thôi ví dụ như cái vùng đất nào của các bác mà có thể là sắn được ấy, thì các bác hay sử dụng để dẫm chân lên nó sắn nó cửa đất thoải mái cái chất mai này nó là chất thép nhé các bác nhé cho nên là nó sẽ không bao giờ bị gãy được nó là thép cán không bao giờ gãy được các bác ạ Tổng chiều dài của nó sẽ là 1.4 thì hôm nay em sẽ có hai mẫu, một mẫu mai nhỏ và một mẫu mai lớn, đây như cái mai lớn đây. Đấy, mai lớn đây và đây là mai nhỏ em hàn cán hết rồi. Thì cái mai lớn này hàn cả cán rồi em đang đưa tới các bác với cái giá là 300 000 một cái, em miễn phí ship. Còn cái nhỡ này, giá của nó sẽ là 250 000 Tùy thuộc nhá, bởi vì tùy thuộc vào vùng đất cũng có bác không cần cái to đâu. tất cả mai thì em làm hơi mo một chút như thế này. Đấy, đây là cái mai nhỡ đấy và nếu như các bác yêu cầu lưỡi mai mua lưỡi mai không thì em sẽ có lưỡi mai, lưỡi mai có rất nhiều loại, à, trăm rưỡi, trăm rưỡi một cái, hai trăm một cái và hai trăm rưỡi một cái. đấy các bác cần mua loại nào thì em sẽ tư vấn các bác cụ thể về tất cả các loại dầm, loại mai, những mẫu thủng đào của đơn vị em. Thì đây là một cái video ngắn của xưởng em mới làm xong. bác nào đang có nhu cầu đặt hàng, đang muốn mua những cái dụng cụ chất lượng về dụng cụ nông nghiệp hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác Đấy, rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi tới đơn vị em hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau nhé chào các bác ạ